Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Mình nha. Đường về quê hương nè anh chị em các bạn. Này là đường về quê hương. Mình về quê hương. Những cái khu vực này ngày xưa anh chị các bạn biết, chó ăn đá, gà ăn muối, ruộng đồng bát ngát, hoang vu, người ta chỉ làm ruộng thôi. Mà bây giờ đất đai nó lên giá, người ta lên vườn, người ta không làm ruộng nữa, người ta lên rẫy, họ trồng, họ canh tác, nhà mọc sang sát nhau, những cái nhà cất phải nói là mình trở về nay là cũng gần năm, tại bị Covid cho nên chứ mọi năm mình về cũng thường. Mới có năm quay về, nó khác lạ. Mấy con đường này ngày xưa là giống như đường lộ làng, đường đất. Mà bây giờ người dân họ tự, họ bỏ tiền ra, họ lót đá, họ xây. Rồi sau này đông lên rồi, và bắt đầu họ tự làm lên. Rất là hay, cái mô hình sống xã hội. Tại Việt Nam, tại những cái khu... Bây giờ dân Việt Nam họ có tiền, họ đi về quê, cuộc sống nó thanh bình, người ta làm việc quá mệt mỏi ở những cái thành thị lớn. Đấy, các bạn thấy đi về quê xây các biệt thự, lên hả, cuối tuần về cho nó yên tĩnh, trồng hoa trồng kiểng, Việt Nam vậy thôi. Cuộc sống nó rất là thanh bình. Đấy, các bạn thấy những cái vườn kiểng gì là tiền không á, để họ trồng đó, mai đủ thứ, quế rồi những cái loại cây đẹp không hả. Nhà ông anh, ông đang xây cái biệt phủ của ông đấy, các bạn thấy cái biệt phủ của ông hả. Cuối tuần mình về vô đây chơi, ao cá, hồ bơi, nó rất là thanh tịnh, yên ổn, không phải ồn ào nơi đô thị lớn. Đấy, hồ bơi, đấy, mấy người lính nó đang sửa chữa lại mấy cái công trình ổng đang xây, đã không? Vậy mà bỏ quê hương ra đi, mà bỏ của đi qua xứ người ta làm. Em đi taxi lên anh. Dạ. Yeah. Ok thôi, mình chào anh chị các bạn nha. Bye bye.